Chào tôi nói anh em, hôm nay mình sẽ chỉ anh em cách chạy level 30 trong ngày server mới mở nha. Đó, đây là S49 nha anh em, server 49. Mới vào server, mình nói tóm tắt nha cho nhanh. Anh em chạy A1, A2, A3. A3 thì lúc đó nó là 2-3 giờ đêm rồi, buồn ngủ ọp đi ngủ. Còn anh em nào chưa ngủ á thì chạy tới liền hồn đi ngủ cũng được. Đó, đây mình nói tới anh em mà không cày cuốc nha. Anh em ủa anh em không nạp á, mình nói anh em không nạp nha, còn anh em cày cuốc á tới E3 nè, nó tới E3 nè anh em sẽ ọp đi ngủ. Trước khi đi ngủ anh em nhớ vào server anh em mua max thể lực trong đêm đó cho mình, mua max 4 lần, xem video 4 lần đó, ọp đi ngủ. Lưu ý là trong đêm đó không nhận rèn luyện thể lực nha anh em, không nhận cái này nha, không nhận nha, nhớ là không nhận, nhận là bậy á, nhận là thọt đó. Đó, trong đêm đó thì anh em chạy tới cổ sát là anh em level tầm 20 rồi, 20 21 về nha. Sáng anh em cày được chiến anh em sẽ chạy cho mình cái ải liên hồn đó, chạy qua cho mình ải liên hồn luôn, sáng hay là chiều gì đó mình không quan tâm nha, sáng hay chiều thì cũng được không sao, chạy qua ải liên hồn. Qua được ải liên hồn nó sẽ hiện cái ải hạo thiên đó, ải hạo thiên thường này nha, phải tên anh nha. Rồi anh em sáng nha, anh em sẽ mua được thêm 4 lượt thể lực nữa và xem video 4 5 lượt nữa, 4 lượt hay 5 lượt nữa mình quên rồi nó. Rồi anh em nhận cho mình rèn luyện, khi nào có ải hạo thiên rồi đó anh em nhận cho mình rèn luyện đó, nhận rèn luyện anh em sẽ lên là level 26 hoặc là 27 nha, 26 hoặc là 27 tùy theo anh em đi ải cao thấp nha, cái này rất là quan trọng, cái rèn luyện rất là quan trọng. Và sáng ra anh em sẽ mua cho mình thêm thể lực, thì trong đó trong đêm anh em tích sáng là hơn 200 thể lực, anh em đi hết 200 và anh em để ra cho mình 30 trên 30, không được dùng hết nha, 30 trên 30 đó, 30 trên 30 biết sao là anh em tích trong đây nè, tích trong đây lâu lâu nhận cái đủ năm anh em nhận, từ 5 trở lên 80 là max nha anh em. Bảng xếp hạng đây, bảng em cấp đây đó, chưa nạp đây, thằng đã có top cấp là nào thấy không, top này chiến có luôn mấy trai, server này cùi lắm đó. Rồi chúc anh em làm thành công nha.